Mừng mọi người quay trở lại với kênh Quang Jenny, và sau cái video về vàng thì chúng ta sẽ đến với cái video về Bitcoin ha. Thì Bitcoin trên hình mình đang vẽ một đại khái một cái cấu trúc mà chúng ta rất là quen thuộc, đó là Elliott ha. Thì mình cũng không có bàn về cái việc là nó đúng hay nó sai hay là nó chi tiết như nào, vì là mình không có rành lắm về Elliott. Nhưng mà đang nhìn thấy rằng nếu mà nó đi đúng theo cái cấu trúc mà năm sóng thì chúng ta sẽ có là cái sóng 5 nó sẽ phải là một cái sóng ngắn nhất. Cái điều này là chúng ta chắc chắn là nó phải như vậy. Hiện tại thì sóng 3 đang ngắn hơn cái sóng 1. Đây là cái điều mà khó có thể nào mà xảy ra. Tức là nếu mà cái sóng 5 nó lại là một cái sóng dài thì cái sóng 3 sẽ trở thành sóng ngắn nhất, và cái điều này không thể được xảy ra được. Vậy là sóng 5 sẽ phải là một cái sóng ngắn nhất ha. Mà nếu mà nó ngắn thì nó không thể nào mà lên được những cái vùng quá là cao. Dẫn đến là chúng ta sẽ nhìn thấy rằng là nó sẽ chỉ có thể là lên đến cái vùng mà đang gặp kháng cự mà mình tô sẵn ở đây rồi ha, là cái vùng khoảng 17.500 và 17.600. Đó là một cái yếu tố về sóng mà chúng ta nhìn thấy. Rồi, thì đây chỉ là một cái gọi là vạch đường sẵn cho thị trường chạy. Cái điều này là cái điều mà hiển nhiên là không xảy ra. Thế chúng ta đang nhìn thấy một cái chắc chắn hơn nữa thể hiện cho cái việc này, đó là cái vol giao dịch thời điểm hiện tại. Mặc dù là đang tăng tạo nên cái đỉnh mới là khoảng hôm nay là lên đến bao nhiêu nhỉ? Cao nhất là 14.424. Cao hơn so với lại cái đỉnh ngày hôm ngày 1 tháng 10 rồi. 1 tháng 10 cao nhất là 17.324. Cao hơn 100 đô. Tuy nhiên, lại có một cái vốn giao dịch rất là yếu. Mặc dù là chưa hết ngày thôi nhưng mà vốn giao dịch rất là yếu. Ngày hôm qua thì cũng yếu. Trừ khi là tối hôm nay nó sẽ phải có một cái đợt tăng rất là mạnh lên. Nó mạnh hơn cái lần trước nữa. Lần trước cũng là một cái vùng rất là yếu ha, rất là yếu. Đó. Mọi người nhìn thấy rằng là volume giao dịch nó chỉ như thế này thôi, nó rất là liều tiều đó, dẫn đến là chúng ta chỉ có một cái đợt tăng nó yếu yếu như vậy. Thì ngày hôm qua nó cũng đã break qua khỏi cái vùng tam giác rồi. Chúng ta nhìn kỹ hơn vào 4 giờ, chúng ta sẽ nhìn thấy là nó đã break qua khỏi một cái khu vực đi ngang khá là lâu. Mình đã chờ long ở khu vực 16.700, khả năng cao là nó sẽ xuống đó nhưng mà nó không xuống. Long xuống mà nó đi lên luôn. Nó đi lên luôn thì lại không thể nào mà long được nữa, mà phải là short. Long ở cái đoạn này cũng khá là nguy hiểm, thay vì nó có thể bật quẻ lái, bẻ lái về lại ngay. Đây cũng là một cái mô hình gọi là mô hình cờ tăng đấy ha, cờ đuôi nheo các thứ gì đấy. Nhưng mà mình không đi theo mấy cái mô hình lắm, cho mình không có tin lắm. Cái mô hình này nó không đúng được nhiều đâu. Rồi. Thì bây giờ chỉ có thể là chờ short ở cái khu vực là khoảng 17.600. 600, 500 bao nhiêu đó. Thì cái thời điểm hiện tại chúng ta đang nhìn thấy cái volume giao dịch ở cái đoạn này cũng có thể là chuẩn bị có một cái đợt điều chỉnh nhẹ nhẹ ở đây. Biết là nó nhẹ hay là mạnh nhưng mà mình đang nhìn thấy rằng là cái đà tăng thì vẫn đang là lên nhá, nó vẫn đang là đà tăng. Thì đừng có dại gì mà nhảy vào short ở chỗ này. Đừng nhảy dại gì. Short ở đây thì gọi là bắt đỉnh, không chơi. Khi mà một cái đà tăng, cho dù nó có yếu đến đâu đi nữa thì nó vẫn là đà tăng, và nó sẽ có những cái đợt tăng này nó rất là kỳ quái, kỳ dị để nó làm chết cho cái lệnh short của bạn. Vậy là khi mà nó đang tăng thì đừng có short. Thế thì khi nào để short thì chắc là phải chờ những cái tín hiệu rõ ràng hơn ở trong cái khung nhỏ hơn ha. Thì ở những cái khu vực này chúng ta sẽ cùng nhìn xem nó như thế nào. Đây là một cái hỗ trợ, đây là một cái kháng cự gần nhất của nó, kháng cự mà chúng ta sẽ có thể chờ đợi được. Đó. Và cái kháng cự này ấy, thì nó thậm chí là nó có thể kéo cái đuôi nó lên tận đến 18.000 cơ. Và vậy là cũng khá là nguy hiểm, khá nguy hiểm. Mình cũng không có khuyến nghị là mọi người tìm những cái điểm short quá sớm hoặc là đi quá buôn quá lớn. Khi mà nó tụt qua được cái nó phải tụt qua được khoảng 17.000 thì bắt đầu chúng ta mới short. À, 16.700 chúng ta mới short mạnh. Short mạnh ở chỗ đó. Short mạnh, short đuổi ha. Thì cái view của mình vẫn là Bit sẽ chưa thể nào mà lên được. Đây chưa phải là cái khu vực đáy, 15.500 chưa phải là đáy. Và chúng ta sẽ phải còn có những cái đáy cao hơn nữa, à đáy thấp hơn nữa. Và đợt này chỉ vẫn chỉ là một cái đợt tăng nhẹ nhẹ để có thể là xả hàng của các cái quỹ, các cái công ty lớn mà nó đang gặp khó khăn ở trong cái vấn đề thanh khoản. Nó sẽ phải xả bớt hàng ra, chờ giá thấp hơn mua lại, sau đó là trả lại cho khách hàng. Ví dụ mọi người nạp một bit vào đó, 100 bit vào đó, bây giờ nó sẽ đẩy giá lên một chút để Bitcoin lên khoảng 18.000, nó bán ra lấy bao nhiêu nhỉ, 18.000 cho 100 bit,
đó, sau khi mà Bitcoin nó tụt lại 15.000, nó mua lại 100 ít với giá mỗi bit một 15.000, nên là nó còn dư ra 3.000, 300.000 đó. Thế thì đó là một cái ví dụ, một có một cách, là một cách ha, vì là tình hình chúng ta nhìn tình hình chung đó, tình hình chung bây giờ nó không có không có khả quan gì hết, cả các quỹ, tất cả các cái phương tiện truyền thông nó cũng đang gọi là đi đá xoáy, nó gọi là đào xới vào cái thị trường crypto này như là một cái nơi mà xảy ra những cái tranh chấp, những cái sự không minh bạch. Các công ty thì cầm tiền của khách hàng đi mang đi lung tung. Kể cả là những người mà đã may mắn chốt lời được ở những khu vực đỉnh 69.000 rồi mang cái số tiền USDT đó cất vào một cái staking nào đó, hay là một cái ví nào đó, ví mang mua Luna để staking, hay là cất vào ví FTX thì đều chết hết, nhưng họ đều mất hết. Rồi là cho vào cái gì, các cái Genesis, rồi là mấy cái trang BlockFi, rồi các thứ đều mất hết ha. Cho nên là nó là một cái năm thực sự là hay, thực sự là thú vị, và chúng ta cũng không thể nào mà tưởng tượng được ra cái lý do gì để Bitcoin nó lên đến 69.000, những cái gì làm người ta khích lệ, người ta vui mừng đến như vậy khi nó lên 69.000, và cũng không hiểu nó đã lên được đến 69.000 thì tại sao nó có thể xuống được những cái mức giá 15.000. Và đây là những cái câu chuyện mà thực tế nó đưa cho chúng ta ha, tức là thị trường nó có rất là nhiều cách để có thể đẩy giá một cái tài sản lên cao, và cũng có hàng tỷ cách để đẩy giá một cái loại tài sản xuống thấp. Rồi thì đấy là cái kế hoạch của mình, là nó cũng chỉ có thể lên được từ 17.600, cùng lắm là lên được 18.000, nó đi xuống. Và đợt xuống tiếp theo nó sẽ rơi vào khoảng, có lẽ là cũng không xuống được đến khoảng 9-10.000 ngay đâu, và chúng ta sẽ rơi vào khoảng 14.000 ha, 14.000. Và xuống đến tầm đó thì bắt đầu là có thể bỏ tiền ra mua dần được rồi. Biết đâu đó nó vẫn có thể xuống được những cái vùng sâu hơn, ví dụ 9.000, 6.000 vân vân. Nhưng mà khi mà chúng ta đã mua được cái vùng nó khá là thấp rồi, thấp hơn đến 80-90% so với thị trường rồi, thì cũng không phải đáng sợ. Hiện tại rất là nhiều người đang bỏ tiền ở mắt đáy ở khu vực này. Khi mà Bitcoin nó lên đến khu vực 18.000, 17, 18.000, bắt đầu là rất là nhiều người mới lộ ra là đã bắt đáy ở cái khu vực 19.000 hay là 16.000, 18.000, và nghĩ rằng Bitcoin từ đây nó sẽ đi lên vân vân. Rất thú vị rằng là nó sẽ đi xuống. Thì rất là mong mọi người cũng sẽ có những góp ý cho cái video về Bitcoin này. À, hiện tại thì mình không có short bit, và mình nhìn thấy bit nó vẫn còn lên nữa, nhưng mà trong khi mà ETH ấy, thì là một cái con mà hơi yếu một chút. Đó, mình nhìn thấy con ETH này là hơi yếu một chút, hiện tại là đang lên đến cái vùng mà gọi là gì nhỉ, ba đỉnh ở đây, vùng ba đỉnh mà là cái volume rất là thấp, volume giao dịch 4 giờ mà rất là thấp, nên là khả năng cao là nó sẽ tụt ở đây xuống mạnh. Mình vẫn chưa có short ở đây nhá, chưa short ở đây, chỉ nó vẫn là đang một đà tăng, thằng này nó chưa chưa hề làm mất cái đà tăng của nó một chút nào. Chiều hôm qua là long được một ít ở khu vực 1.200 bao nhiêu nhỉ, 60, ở 1.260 đó, long được một ít ở đây, chứ còn không có short con này thời điểm hiện tại, nhưng mà khả năng cao là nó sẽ tụt mạnh hơn so với bit. Mình đang chờ nó short ở đây, short ở khu vực mà 1.317 đó, và cái stop loss thì cũng không có quá xa ha, tầm 1.347. Đấy, mình chờ đợi xem là nó lên đến khu vực này nó như thế nào, sau đó mình mới short nhé, chứ không phải mình đặt lệnh limit, mình sẽ không chơi limit. Chơi limit thì mình để ý rồi, mình đánh hầu hết là tiền. Thà là không bắt được cái lệnh, có thể là bắt cái lệnh đấy chậm muộn hay là như thế nào đó, còn hơn là để cái lệnh limit thì đến 70-80% là nó xịt Ăn được những cái lệnh mà đặt limit ấy, cực kỳ khó. Ok, rồi cái video ngày hôm nay chỉ thế thôi. Hẹn gặp lại mọi người trong những cái video khác. Bye bye.